Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục tăng cường tại khu vực này. Trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia cực tím ở mức cao tác động tới sức khỏe của người dân. Và do đó cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp để bảo vệ sức khỏe. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ. Cục bộ có nơi trên 36 độ như Biên Hòa, Đồng Nai, 36,9 độ C. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì với cường độ gia tăng. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng gay gắt tại khu vực là do Enino hoạt động mạnh. Đồng thời, khu vực Nam Bộ liên tục chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của áp cao cận nhiệt đới. Do đó, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ không mưa, nắng xảy ra với cường độ mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khi nắng nóng nhiệt độ cao, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Do đó, người dân hạn chế đi ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp thì không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài, mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.